Đang phi xin chào bạn. Mày đang đi câu. Và đổ mồi khoảng 30 phút. Đánh tầm khoảng 15 mét thôi. Cá con vào nhiều lắm. Nháy nháy phao suốt. Không giật mình nhà bắt cá to này. Về mất núm xốp rồi. Bây giờ hơi vướng bèo. Con nó nhảy liên tục. Tí nó lại trả lại. Ao này nháy nháy rồi, con thua, để mất thì giật rồi. Này giật cá con lên chắc. Liên tục mình giật thì cũng được thôi, nhưng mà đâu động ổ. Săn cá to thì cứ để cho con vào để chán mà. Bình thường câu ngoài sông nhánh nhánh như này giật rồi. Đây ao hồ. Hồ nhà không phải hồ dịch vụ.
Câu được cũng được mà không được chẳng sao. Bắt chú là bắt cá to nên là thôi, bọn nhỏ này không để ý, một là bềnh, hai là mất. À, đè mất hình luôn. Cá con ấy. Thấy cái bực đè. Rồi, chào các bạn nhé, bắt con này lên đã.